Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Một vụ án gây chú ý, chấn động trong dư luận bởi hành vi của đối tượng quá là ấu trĩ, sử dụng sợi dây thừng mang tính sát thương cao và quyết thực hiện đến cùng. Có lẽ chỉ vì lợi ích trước mắt mà người này đã quên đi những năm tháng no đói có nhau. Giờ đây kẻ tù tội, người mang đầy thương tích. Một vụ án cũng cho thấy là những nhận thức vô cùng là yếu kém của một số bộ phận thanh thiếu niên, người dân tộc thiểu số. Vậy diễn biến vụ việc này như thế nào? Xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đi sâu ngay sau đây. Vào sáng ngày 5 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối tượng Ca Điệp, sinh năm 1988, ngụ ở thôn 4, xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm về tội giết người và cướp tài sản. Trao đổi với phóng viên, một cán bộ cho biết do hoàn cảnh gia đình khó khăn, Điệp đã đến trụ sở công ty TL đóng tại huyện Bảo Lâm xin việc. Làm được một thời gian, Điệp thấy cháu họ là Tường không có việc làm, ăn bám gia đình nên rủ làm chung. Chết đuối với được cọc, Tường liền đồng ý ngay. Sau khi vào làm chung công ty, Tường được phân công ở cùng Điệp tại trò tạm của công ty tại tiểu khu 389 thuộc thôn 3, xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm. Vào khoảng 20 giờ ngày 28 tháng 6, Điệp mua rượu về chòi và cùng Tường nhậu. Tại đây, Điệp có nghe Tường nói về việc muốn bán chiếc xe gắn máy của mình để mà lấy tiền trang trải cuộc sống. Thế vậy, Điệp hỏi mua và hỏi giá chiếc xe của Tường. Nghe Điệp nói xong, Tường ra giá 4,5 triệu đồng. Tuy nhiên, Điệp che đắt và đề nghị Tường bán với giá 3,5 triệu đồng. Thấy giá quá là bèo, Tường đã từ chối bán cho Điệp. Thấy Tường không nể tình cậu cháu mà còn co kè chuyện tiền bạc, nên Điệp nảy sinh ý định giết Tường rồi chiếm đoạt chiếc xe làm của riêng mình. Nghĩ là làm, Điệp ra ngoài mua thêm rượu rồi ngồi uống chung với Tường. Uống hết rượu mà thấy Tường vẫn còn tỉnh táo, nên Điệp chờ thời cơ khác ra tay. Thấy chòi tạm của anh Điểu Hùng cách đó không xa có nhiều người đang nhậu, nên Tường sang góp vui. Được lúc lâu thì Tường sang gọi Điệp về ngủ. Điệp ngủ trên tấm sập gỗ, còn Tường ngủ trên võng mắc trên tấm sập. Khoảng nửa đêm, Điệp tỉnh rượu, nhớ lại câu chuyện lúc nãy nên quyết định ra tay. Ngay sau đó, Điệp rón rén lấy sợi dây dù, cột võng, thắt thòng lọng, tròng vào cổ Tường rồi siết mạnh. Đến khi thấy Tường nằm bất động, Điệp mới buông tay ra. Nghĩ Tường nằm im, Tường đã chết, nên Điệp đi ra phía sau chòi ngủ cạnh một gốc cây. Lúc này, Tường tỉnh lại thấy đau ở nơi cổ, lại thấy có sợi dây ở cổ nên bò sang chòi của anh Điểu Hải, Điểu Minh kêu cứu. Tại đây khi xem xét vết thương thấy cổ của anh Tường có sợi dây thòng lọng cùng vết bầm đỏ kéo dài quanh cổ và Tường cảm thấy khó thở nên mọi người đã đưa anh đến trạm y tế xã Lộc Bảo cấp cứu. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện dấu vết trên cổ của Tường là do người khác làm. Đặc biệt dấu vết đó chứng tỏ nạn nhân bị người khác thòng dây vào nhằm mục đích giết chết. May mắn nạn nhân mới thoát chết. Nhận thấy vụ việc có tính chất hình sự, các bác sĩ đã báo tin ngay cho công an xã Lộc Bảo cùng công an huyện Bảo Lâm vào cuộc điều tra làm rõ. Về phía Điệp, sau một đêm ngủ say, vào sáng ngày 29 tháng 6, Điệp tỉnh dậy thì không thấy Tường tại căn chòi. Quá hoảng hốt, nghĩ xác Tường đã bị thần rừng bắt đi mất, Điệp liền lấy điện thoại di động và xe máy của Tường chạy về thôn 4, xã Lộc Bắc. Sau đó, Điệp đã mang chiếc điện thoại đi bán được 150.000 đồng. Đến chiều ngày 29 tháng 6, một số đồng nghiệp của Tường làm việc tại tiểu khu 389 sâu chuỗi toàn bộ sự việc thì nghi ngờ rằng Điệp rất có thể là kẻ đã dùng dây xiết cổ Tường rồi cướp tài sản nên cấp tốc trình báo với cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bảo Lâm. Nhận được tin báo, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bảo Lâm cử hàng chục trinh sát hình sự vào cuộc điều tra truy xét. Qua làm việc với nạn nhân Tường và khám nghiệm dấu vết tay trên sợi dây dù, cơ quan cảnh sát điều tra nhanh chóng xác định Điệp chính là hung thủ, lấy dây dù cột võng thắt thòng lọng, tròng vào cổ của Tường rồi siết mạnh nhằm mục đích giết chết. Sau đó, Điệp lấy tài sản của nạn nhân rồi bỏ trốn. Việc nạn nhân không chết là nằm ngoài ý muốn của hung thủ. Xác định hung thủ có thể lẩn trốn tại địa phương, cơ quan cảnh sát điều tra liền đề nghị công an xã Lộc Bắc phối hợp truy bắt. Tại nhà của y, cơ quan cảnh sát điều tra cùng lực lượng công an mật phục tại đây. Đúng như dự đoán, sau thời gian lẩn trốn, đến ngày 3 tháng 7, Điệp đã quay về nhà. Đợi đúng thời điểm Điệp mất cảnh giác, cơ quan cảnh sát điều tra đã ập vào bắt giữ khẩn cấp đối tượng và tiến hành thu giữ toàn bộ tang vật đưa về trụ sở cơ quan cảnh sát điều tra để điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Tại cơ quan, Điệp khai nhận, sau khi thương lượng mua xe không thành công, đối tượng này nảy sinh ý đồ giết Tường để mà cướp xe làm phương tiện đi lại. Do Tường uống nhiều rượu nên say mềm, không đủ sức kháng cự, vùng vẫy, nằm im lả đi, khiến Điệp tưởng rằng cháu mình đã chết nên dừng tay. Nhờ đó nạn nhân toàn mạng. Sau khi thực hiện tội ác với Tường, Điệp tỏ ra rất là hối hận và sợ hãi. Trao đổi với phóng viên, nạn nhân Tường cho biết: "Tôi không thể ngờ được cậu Điệp lại có thể thực hiện hành vi tội ác tày trời như vậy đối với tôi. Thời gian qua,
cậu cháu no đói có nhau, giờ đây thì một người mang thương tích trên người, một người đi tù. Tôi mong sau lần này, cậu đẹp sẽ tu thân, dưỡng tính để trở thành công dân có ích cho xã hội. Góp thêm lời con trai, bà Ca Rúi chia sẻ, nghe tin đẹp gây án với Tường khiến tôi vô cùng đau đớn. Trong gia đình, tôi thấy đẹp rất là thân thiết với Tường. Chính vì thế, tôi mới cho Tường đi theo đẹp để mà làm ăn. Ai ngờ xảy ra cơ sự ngày hôm nay. Giờ đây, tôi rất khó xử khi một bên là con trai, một bên là em trai. Thôi thì tôi mong pháp luật xử lý nhẹ tay hành vi phạm tội của đẹp để đẹp có cơ hội làm lại cuộc đời. Tiếp theo, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chân dung của kẻ ác dâm, cưỡng hiếp và làm nhục bạn gái nhiều lần. Diễn biến như thế nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi. Nguyễn Anh Dương có ngoại hình cao ráo, khuôn mặt khá là tây và trắng trẻo, cùng tài ăn nói khéo léo nên được nhận vào làm quản lý cho một quán karaoke trên địa bàn quận Cầu Giấy. Tại đây, Dương đã để mắt tới chị Ngọc, một nhân viên phục vụ trong quán bởi khuôn mặt ưa nhìn, nước da trắng ngần cùng giọng hát rất là ngọt ngào. Ngọc đang là sinh viên một trường đại học trên địa bàn Hà Nội, mong muốn giúp đỡ cho gia đình nên thiếu nữ này quyết định đi xin việc làm phục vụ trong các quán karaoke. Nhưng bản thân chị Ngọc chỉ muốn tập trung vào công việc, kiếm tiền để trang trải thêm cho cuộc sống cũng như việc học hành của mình còn đang dang dở, nên chị chưa nghĩ đến chuyện yêu đương. Thêm nữa, chị Ngọc lại không mấy có thiện cảm với Dương khi mà tên này thường xuyên nhắn tin, gọi điện làm ảnh hưởng đến cuộc sống của chị. Cũng bởi có giọng hát trời phú nên ngoài việc phục vụ thì chị Ngọc cũng hay được mời lên để hát theo yêu cầu của khách. Tại cơ quan điều tra, chị Ngọc khai rằng vào khoảng 20 giờ ngày 2 tháng 5, Ngọc được mời lên phòng 302 hát với khách. Nào ngờ vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Dương trong phòng, nên chị Ngọc toàn bỏ đi thì bị Dương chạy theo túm tóc, lôi ngược vào trong phòng hát. Thấy Ngọc tỏ thái độ và không chịu ngoan ngoãn nghe lời khiến Dương vô cùng bực tức. Đồng thời tên này cũng đuổi hết bạn bè ra ngoài để một mình hắn trong này dạy dỗ người tình, mặc cho chị Ngọc hết lời van xin. Tại đây, Dương lấy một chai bia đập mạnh vào cạnh bàn làm vỡ đôi, rồi dùng nửa chai bia còn lại đập vào đầu gối chân phải của chị Ngọc, khiến chị Ngọc gào thét kêu cứu. Như một con thú dữ, Dương không cho bất cứ ai tiến lại gần. Phải tới 15 phút sau, tên này mới cõng chị Ngọc xuống quầy thanh toán, đồng thời gọi xe taxi đưa người yêu vào bệnh viện cấp cứu. Thấy vết thương của chị Ngọc cũng khá là nghiêm trọng, nên bác sĩ đã yêu cầu làm thủ tục nhập viện cho chị Ngọc để tiện cho quá trình theo dõi và điều trị. Nhưng mà Dương đã không đồng ý và bảo rằng sẽ đưa người yêu về nhà chăm sóc. Chị Ngọc lúc này như cá nằm trên thớt, tất cả phụ thuộc vào Dương. Khi mà chân chị lúc này không thể tự đi lại được và phải có người đỡ, điện thoại cũng bị Dương lấy mất nhằm mục đích không cho chị Ngọc liên lạc được với người nhà. Sau khi làm thủ tục cho chị Ngọc xuất viện, thay vì đưa về nhà thì Dương lại yêu cầu taxi dừng trước một khách sạn. Tại đây, mặc cho nạn nhân van xin thế nào, nhưng mà con quỷ đầy dục vọng đê hèn đang xâm chiếm toàn bộ lý trí của Dương. Hắn đã lao vào khống chế và thực hiện hành vi hiếp dâm chị Ngọc nhiều lần. Trái ngược với hình ảnh một tên ác dâm hung hãn, côn đồ, quyết tâm thực hiện hành vi phạm tội đến cùng, mặc cho nạn nhân van xin cầu cứu vết thương vẫn đang rỉ máu trong đau đớn, cả về thể xác lẫn tinh thần, thì tại phiên tòa ngày hôm nay, Dương lại tỏ ra vô cùng sợ hãi, hai mắt đỏ hoe cùng những giọt nước mắt thi nhau rơi, nhất là mỗi khi tên này quay xuống cầu cứu người thân. Được nói lời sau cùng, Dương đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và tỏ ra vô cùng hối hận. Ngoài việc phải đối mặt với sự trừng phạt của pháp luật, thì y còn phải đối mặt với bản án lương tâm, với sự nhục nhã, ê chề của một thằng đàn ông chỉ vì một phút dục vọng thấp hèn mà đánh đổi những ngày tháng tương lai trong bốn bức tường trại giam. Xét thấy hành vi của bị cáo là vô cùng nguy hiểm, trực tiếp xâm hại đến sức khỏe, tính mạng của người khác, làm ảnh hưởng đến danh dự, phẩm giá của người bị hại, cũng như gây mất trật tự an ninh xã hội, ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, gây phẫn nộ trong cộng đồng dư luận. Do vậy, cần phải có bản án thích đáng nhằm răn đe, giáo dục bị cáo. Cuối phiên tòa, hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Anh Dương 7 năm 6 tháng tù về tội hiếp dâm và 2 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Tổng hình phạt mà bị cáo phải chấp hành là 10 năm, đồng thời buộc phải bồi thường cho bị hại số tiền 50 triệu đồng. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và click vào những tin tức mới nhất đến từ BNews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!